2020 thực hiện cái chỉ đạo của hội đồng quản trị, được xin ý kiến hội đồng quản trị là chúng tôi công ty VF ban tổng đốc tiếp tục trên cơ sở cái tiêu chí thi đua mà chúng ta đã áp dụng, chúng tôi sửa đổi bổ sung và bổ sung thêm một số điều khoản cho nó phù hợp với trong cái giai đoạn này. Thì báo cáo lên các đại biểu là đó là để làm nâng cao cái tính chuyên nghiệp trong bóng đá, và chúng ta sẽ tạo một cái sân chơi công bằng hơn, hợp lý hơn. Tôi nói đơn cử những cái điểm, tất cả trong đây có rất là nhiều những cái điểm liên quan, tôi không làm đây, đã gửi cho các câu lạc bộ, và các câu lạc bộ hầu như là thống nhất với cái tham điểm đạt báo cáo với quý vị như vậy. Và trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh sau khi có ý kiến bổ sung của các vị đại biểu, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu và điều chỉnh tiếp để chúng tôi sẽ ban hành chính thức và gửi xuống câu lạc bộ vào năm mùa giải năm 2020 chúng ta sẽ thực hiện cái chi thế đặc biệt này.